Xin chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Edison và chào mừng các con đến với lớp toán tư duy 5T1. Hãy dành một tràng tay thật lớn cho tất cả các thành viên đang có mặt trong buổi học này. Ok. Rồi. Thầy đã nhận được đăng ký học hôn vào lớp 6 của một số bạn. Thế thì thứ bảy, chủ nhật đầu giờ thầy sẽ cho các bạn làm bài test. Cuối giờ thì sẽ công bố kết quả nha. Đấy, chủ nhật thì các bạn về ôn tập đi. Đầu giờ chủ nhật thì sẽ cho các bạn làm bài test, khoảng 20 phút thôi. Đó, các bạn sẽ làm cái kết quả thì sẽ không được công bố vào cuối buổi. Còn cái lịch học, các bạn nắm được lịch học chưa? Chúng ta sẽ học 12 tuần liên tục, mỗi tuần một buổi vào thứ tư hàng tuần sẽ học online nhé. Đó. Vào 8 giờ kém 15 đến 9 giờ 30. Đây là lớp ôn chuyên sâu, chỉ có ôn thôi, chúng ta không có học những cái cơ bản mà chỉ ôn và nâng cao. Và trong quá trình học tập thì không có game gì cả, chỉ có tập trung học. Ở đây là lớp chiến binh, chỉ có lớp chiến binh thì chúng ta ôn tập rồi ta thi vào lớp các lớp chọn toán hoặc là thi vào lớp các lớp chất lượng cao. Yes, bạn rõ cái yêu cầu, comment cho thầy chữ rõ. Bạn rõ, comment cho thầy con rõ. Bạn rõ về lịch học chưa? Rõ thời gian học chưa? Thời gian học là 19 giờ 45 đến 21 giờ 30 nha. Cái lớp này không phải là như lớp bình thường là 25 bạn mà tối đa chỉ có 16 bạn thôi. 16 bạn là tối đa nha. Để giúp cho các bạn, những bạn nào muốn thi vào lớp chọn hoặc là thi vào các trường chất lượng cao thì thầy sẽ ôn tập trung. Yes, các bạn rõ cả rồi đúng không? Ok. Bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ học về số đo thời gian cộng số đo thời gian. Các bạn viết tên bài học vào. Nhắc lại cho thầy tên bài học. Thì xin mời bạn Khôi. Con thưa thầy, toán chuyên đề số đo thời gian cộng số đo thời gian ạ. Ok, xin mời bạn Thu Hoài. Con thưa thầy là toán chuyên đề số đo thời gian cộng số đo thời Xin mời bạn Minh Hiếu. Em thưa thầy là toán chuyên đề số đo thời gian cộng số đo thời gian. Rồi, thầy mời bạn Nguyên Vũ nào. Em cho thầy chuyên đề số đo thời gian cộng với số đo thời gian ạ. Mời bạn Việt Cường. Dạ thưa thầy, toán chuyên đề số đo thời gian cộng số đo thời gian. Ok. Đây, về số đo thời gian là một cái nội dung rất là quan trọng, đặc biệt là kỳ 2 của lớp 5. Nó liên quan đến toán chuyển động, các bạn sẽ phải nắm rất là rõ, rất là chắc cái phần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về số đo thời gian cũng như là phép cộng số đo thời gian nhé. Thì kiến thức cần nhớ. Thứ nhất là các đơn vị đo thời gian, hãy comment cho thầy các cái đơn vị đo thời gian mà các bạn đã được học. Nào, comment xuống cho thầy này. Này, giờ, phút, giây, thế kỷ rất tốt, còn gì nữa? Thiên niên kỷ, thập kỷ nữa thầy ạ. Ừ, thập kỷ, Thiên niên kỷ nữa thầy ơi. năm tháng, thế kỷ, các bạn viết xuống, thiên niên kỷ, ok. Ừ.
Nào tiếp theo, ngày tháng tuần rất tốt. Ok, như vậy là các bạn cũng đã kể ra cơ bản là đã đầy đủ rồi. Thì đầu tiên có một thế kỷ thì bao nhiêu ạ? Một thế kỷ thì bằng 100 năm. Nhắc lại cho thầy, mời bạn Cú Bảo. Em thưa thầy, một thế kỷ bằng 100 năm. Bảo Trân nhắc lại. Em thưa thầy, một thế kỷ bằng 100 năm. Ok. Một năm thì gồm có 12 tháng. Mời bạn Cường nhắc lại cho thầy. Thưa thầy, một các đơn vị đo thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12. Xin mời bạn Băng Băng nhắc lại. Con thưa thầy, các đơn vị đo thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng. Ok. Và một năm thì nó có 365 ngày. Nếu đó là năm thường, còn nếu là năm nhuận thì có bao nhiêu ngày ạ? 366 ngày. 366 ngày ạ. Ok. Một tuần lễ bằng 7 ngày. Bằng 7 ngày ạ. Một tuần lễ thì cũng có 7 ngày. Một ngày thì có bao nhiêu giờ? 24 giờ. Còn 1 giờ? 60 giây. Đọc lại cho thầy, xin mời bạn Khôi. Cô cho thầy, một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng, một năm bằng 365 ngày, một năm nhuận bằng 366 ngày, một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây. Ok, các bạn biết rồi bảo. Xin mời bạn Hoàng Anh đọc lại cho thầy. Các đơn vị thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng, một năm bằng 365 ngày, một năm nhuận bằng 366 ngày, một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60. Ok. Mời bạn Diệu Linh nhắc lại. Con thưa thầy là một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng, một năm bằng 365 ngày, một năm nhuận bằng 366 ngày, một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây ạ. Mời bạn Nam Phong nhắc lại cho thầy nào. Mời Nam Phong. Em thưa thầy, các đơn vị đo thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng, một năm bằng 365 ngày, một năm nhuận bằng 366 ngày, một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây. Ok, mời bạn Nhi. Em thưa thầy là thế một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, một phút 60 giây, một thế kỷ 100 năm, một năm 12 tháng, một năm 365 ngày, một năm nhuận 366 ngày. Đọc tiếp con. Hết rồi ạ. Cho bạn viết xong comment chữ xì cho thầy. Xin mời Gia Minh đọc lại cho thầy nào. Mời Gia Minh.
các đơn vị đo thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, một năm bằng 12 tháng, một năm bằng 365 ngày, một năm nhuận bằng 366 ngày, một tuần lễ bằng 7 ngày, một ngày bằng 24 giờ, một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây. Đó rồi, mời Mạnh Huy. Mời Kim Bảng nào. Con ta thấy một thế kỷ 100 năm, 1 năm bằng 12 tháng, 1 năm bằng 365 ngày, 1 năm nhận bằng 366 ngày, 1 tuần lễ bằng 7 ngày, 1 ngày bằng 24 giờ, 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Ok. Và cứ 4 năm ấy thì có 1 năm nhuận. Thế thì có các phân biệt về thế nào là năm nhuận không? Là năm 2024 là có 1 năm. Nào cho thầy biết bạn nào phân biệt giúp thầy và các bạn năm nhuận là năm như nào, mời Nhi nào. Em thưa thầy, những năm nhuận là thường là những năm chia hết cho 4 ạ. Thường là những năm chia hết cho 4, đúng rồi. Vậy thì những năm nào mà có năm nào chia hết cho 4 mà nó không phải năm nhuận nào? Không ạ. Đây, năm nhuận là năm chia cho 4 nhưng phải thêm một điều kiện này này. Biết vào, năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Nhớ nhá. Ví dụ năm 2024, năm bao nhiêu, năm 2028, năm 2052 chẳng hạn, đúng không? Thì đây nó gọi là năm nhuận. Thế nhưng năm này thì không được gọi là năm nhuận này. 2100 thì không là năm nhuận. 2200. Được chưa? 2300 không là năm nhuận. Hay không các con? Thì những cái năm này là nó chia hết cho 100. Mặc dù nó chia cho 4 nhưng nó chia cho 100 không được tính là năm nhuận nha. Rõ chưa các con? Bao nhiêu bạn đã rõ phần này? Comment cho thầy chữ giờ đi ạ. Ok, tốt rồi. Rồi, mời bạn Băng Băng có câu hỏi. Cái phần này con không chắc chắn lắm, nhưng mà con chỉ muốn hỏi lại là những cái năm như kiểu 2100, 2000 hay là 2200 như thế thì vẫn có 366 ngày ạ? Không, nó không là năm nhuận thì nó chỉ là năm thường thôi. Thế nó có 365 ngày thôi con. Rồi sao con xem cái tờ lịch vào đây tháng 2 của 2000 là có 29 ngày. Năm nào nhỉ? 2000 ạ. Con xem trong tờ lịch. 2000 chia hết cho 4. Đấy nha. 2000 chia hết cho 4 mà không chết, chia hết cho 100 nữa nên là không tính là năm nhuận. Không sao, không sao cả. Cái này ở đây, chuyện năm 2100 ấy. Có thể chưa? 2100, 2200, 2300. Là nó không, nó chia hết cho 100. Được chưa con? Thì nó không là năm nhuận nha. Ok, được rồi. Tiếp theo, thầy là một con người của hai thế kỷ. Nhắc lại cho thầy phần thầy đóng khung ấy, xin mời bạn Thu Hoài nào. Câu thưa thầy là các đơn vị đo thời gian một thế kỷ bằng 100 năm, 1 năm bằng 12 tháng,
bằng 365 ngày, 1 năm nhuận bằng 366 ngày, 1 tuần lễ bằng 7 ngày, 1 ngày bằng 24 là 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút. Ok, đây nha. Thầy nói thêm chỗ này cho bạn Băng Băng nha. Bạn Băng Băng thấy năm 2000 là năm nhuận đúng không? Ý là con, theo con là... Không, đúng rồi, thầy đúng rồi nha. Đúng rồi, thì thầy nói luôn này. Đầu tiên là năm nhuận là năm nó chia cho 4 được chưa? Vâng ạ. Và nhưng nó không chia cho 100. Thế còn riêng những năm 2000 này, tóm lại là năm mà nó chia cho cả 4, cả năm 2000 thì nó chia cho 400 thì nó được tính là năm nhuận nha. Vâng ạ. Chỉ đơn giản thôi. Vậy thì có 2000 này, 2000 2400, 2800 thì nó vẫn tính là năm nhuận nha. Vâng. Rõ chưa con? Ok. Nào nhắc lại cho thầy các cái tháng mà có 31 ngày nào, kể tên các tháng có 31 ngày, comment cho thầy. Viết số rồi, không cần viết chữ. Các tháng có 31 ngày là những tháng nào? Viết số rồi, bắt đầu comment. Ghi thêm cái câu thứ 5, 4 năm là có một năm nhận đúng không thầy? Sao con? Ghi thêm cái câu cứ 4 năm có một năm nhận đúng không ạ? Cứ 4 năm thì có một năm nhuận con. Và cái năm nhuận thì nó chia cho 4 nha. Vâng này. Không chia cho 100. Vâng này. Còn năm nó chia cho 400 thì nó được tính là năm nhuận. Các tháng... Tháng có 31 ngày này, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, đúng rồi. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 thì có 31 ngày. Nhắc lại cho thầy câu này. Xin mời bạn Hoàng Anh. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày. Xin mời bạn Ngọc Mai. Ngọc Mai nhắc lại cho thầy. 1 tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày. Ok. Tiếp theo nào, xin mời bạn nào hãy comment cho thầy các tháng có 30 ngày. Comment. Đúng rồi, tháng 6, tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11, rất tốt. Thầy khen bạn Băng Băng, Danh Tài, Cường, Nhi, Quốc Bảo, Diệu Linh, Thu Hoài, Kế Minh, rất tốt. Ở đây. Ta có là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 là có 30 ngày. Còn riêng tháng 2 thì có 28 hoặc là 29 ngày. Nha. Năm nhuận thì nó có 29 ngày. Nhắc lại cho thầy các cái tháng trong năm. Xin mời bạn Băng Băng nào, các bạn khác viết vào vở đi. Cái này kiến thức mặc dù là nó là kiến thức cũ nhưng mà các bạn cũng nhắc viết vào. Con thưa thầy, tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày. Tháng 2 có 28 ngày và năm nhuận có 29 ngày. Ok. Các bạn viết rồi đi. Xin mời bạn Nhi nhắc lại. Em có thể là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày.
Tháng 2 có 28 ngày, vào năm nhuận có 29 ngày ạ. Mời bạn Hoàng Minh nhắc lại cho thầy. Hoàng Minh nào. Xin mời bạn Gia Minh nhắc lại cho thầy. Mạnh Huy nhắc lại. Em thưa thầy là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày, tháng 2 có 28 ngày vào năm nhuận. Vào năm nhuận có 29 ngày. Ok. Nào, viết phần 2 với thầy. Cách đổi đơn vị đo thời gian. Nhắc lại, các bạn viết được không? Nhắc lại cho phần 2. Xin mời thế bạn. Thế vừa quên con chưa viết xong ạ. Ok, thế thầy để các bạn viết xong thì chụp ảnh lên như kia nhé. Các bạn biết xong comment chữ X gì cho thầy. Okay.
Rồi thầy tiếp đi thầy. Ok. À, chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là cách đổi đơn vị đo thời gian. Nhắc lại cho thầy phần 2. Xin mời bạn Kim Bảng. Thưa thầy là cách đổi đơn vị đo thời gian. Bạn viết phần 2 vào. Xin mời bạn Thu Hoài. Thưa thầy là hai cách đổi đơn vị đo thời gian ạ. Mời bạn Danh Tài. À, thưa thầy, hai cách đổi đơn vị đo thời gian. Mời bạn Nguyên Vũ. Hai các đơn vị đo thời gian. Mời bạn Gia Minh nào. Hai các cách đổi. Mời bạn Ngọc Mai. Con nói thầy hai cách đổi đơn vị đo thời gian. Ok. Thì đổi đơn vị đo thời gian này thì cái này các bạn nhớ này. Thông thường thì ta đổi đơn vị lớn ra đơn vị bé hoặc là đơn vị bé ra đơn vị lớn. Thì cũng giống như là đổi đơn vị đo đại lượng đúng không nào? Đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé chúng ta sẽ làm phép tính gì ạ? Phép nhân đúng không nào? Bây giờ ta có 2 năm rưỡi thì bằng bao nhiêu tháng? Chúng ta sẽ làm thế nào? Ta thấy là 1 năm thì có 12 tháng. Cho 2 năm rưỡi là 2,5, ta lấy 12 nhân 2,5 bằng 30 tháng. Rồi, nhắc lại cho thầy. Xin mời bạn Nhi nào. Em nói thầy là 2 năm rưỡi bằng 2,5 năm bằng 12 nhân 2,5 bằng 30 tháng ạ. Ok. Đấy, cái đổi thứ hai là có thể nó là phân số hay là số tự nhiên thì cái đấy không quan trọng. 2,5 giờ đổi ra phút thì ta làm thế nào ạ? Ta sẽ lấy là 1 giờ thì bằng 60 phút nên lấy 60 nhân 2,5 và kết quả bằng 24 phút. Đọc cho thầy, nếu thầy cứ làm 2,5 giờ ra phút. Mời bạn Nhi. Em nói thầy là cách làm 2,5 giờ bằng 60 phút nhân 2,5 bằng 24 phút ạ. Ok. Xin mời bạn Diệu Linh nhắc lại. Mời Diệu Linh. Mời Chí Khang nào. Ok. Thế việc 0,25 giờ đổi ra phút thì chúng ta sẽ làm như nào? Comment cho thầy phép tính và kết quả. Comment phép tính và kết quả.
Rồi. Cách làm. Rồi, thầy đã thấy có bạn comment xong. Rồi, thầy khen Kim Bảo. Quốc Bảo. Ngọc Mai, Sinh Tài. Các comment nào? Thu Hoài, Chí Khang, Phương Nhi. Ok. Thì chúng ta sẽ lấy 0,25 giờ nhân với 60. Lấy 60 nhân 0,25 bằng 15 phút. Ok, nào bây giờ các bạn sẽ comment cho thầy nào. Comment cho thầy nhé. Bây giờ thầy có 0,5 giờ mà đổi ra phút thì làm phép tính gì? Comment phép tính và kết quả. Comment. Đúng rồi, ta chỉ việc lấy 60 nhân 0,5. Tốt rồi. Chúc mừng các bạn có kết quả 30 phút nha. Tiếp theo, bây giờ thầy có 1/6 giờ thì comment ra phút nào, thì ta làm nào? Comment phép tính và kết quả nào. Comment. À, ta chỉ việc lấy 60 nhân 1/6, đúng nào, thì bằng 10, đơn vị là 10 phút. Tiếp tục, giờ thì có 0,3 phút đổi ra giây. Comment cho thầy phép tính và kết quả. Comment. Đấy, vì không comment được phép tính cho nên là sẽ bị sai. 0,3 phút đổi ra giây. Ta thấy là làm thế nào? Rồi, tốt rồi. Rồi, thầy khen Kim Bảng, Chí Khang, Phương Nhi. Ok, tốt rồi. Ok. Vận tài được cô cho một cái bảng đổi đơn vị đo thời gian áp dụng được. Đấy là một cách. Nhưng chúng ta sẽ hiểu được cách làm. Thì ta việc lấy 60 nhân 0,3 hay là lấy 6 nhân 3 thì 18, đúng không? Tốt rồi. Tiếp tục, bây giờ thì có 2/5 giờ mà đổi ra giây. Đấy, thì bằng bao nhiêu giây? Thì ta phải biết được là 1 giờ thì bằng bao nhiêu giây, đúng nào?
Rồi, rất tốt. Băng Băng, Danh Tài, Chí Khang, Quốc Cường, Hoàng Anh, Kim Bảng, Thu Hoài. Rất tốt. À, chúng ta chỉ việc lấy 3.600 nhân với 2/5, kết quả 1.140 giây. Rồi, chúc mừng các bạn có kết quả 1.140 giây nhé. Đấy là đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé. Còn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn ta sẽ làm thế nào? Ví dụ thầy có các bạn viết xong chưa? 2:216 đổi ra giờ ra phút thì ta sẽ làm phép chia. Lấy 216 chia 60 thì bằng 21 là 216 được 3 này, và dư 6, dư 36, cho nên là 2:216 sẽ bằng 3:36. Đây là 3 giờ. Đây là 36 phút. Còn rõ phần này chưa? Hay là bằng ta tiếp tục chia thì bằng 3,6 giờ nha. Đọc lại cho thầy phần đổi này. Xin mời bạn Minh Khôi. Con được thầy, 216 phút 3 chấm giờ. Đáp án là 216 phút 3:36 phút. 216 phút bằng 3,6 giờ ạ. Ok. Ghi vào vở. Ghi vào vở đúng thầy. Các bạn viết vào đi. Thầy cho con 5 phút đấy. Em viết xong chưa? Chưa. Ok. Chỗ này các con đã rõ chưa? Thì chúng ta sẽ cùng đổi nha. Ví dụ như là thầy có 85 phút
Mà đổi ra giờ, ra phút thì ta làm nào? Ta lấy 85 chia 60 chia cho 60 thì được 1 và dư 25 đúng không nào? Vậy bằng 1 giờ và 25 phút. Yes, rõ chưa? Các con đã rõ phần này chưa? Rồi ạ. Nào tiếp tục nha. Bài này để xem các bạn rõ như nào. Bây giờ thấy có 130 giây thì đổi ra phút và giây. Comment cho thầy. Đổi ra phút và giây. Em viết tắt được, viết tắt được, danh tài. À. Rồi, danh tài, Chí Khang, Kim Bảng, Tu Hoài, Cúc Bảo. Tốt rồi. Minh Khôi, Kinh Nhi, Cúc Bảo. Ok, Tuệ Minh. Bạn thấy dễ chưa? Rồi ạ. Ok, ta chỉ được lấy 130 chia 60 đúng không nào? Các bạn đã hiểu cái này rồi chứ? Yes. Rồi, tiếp theo. Phần 3 là cộng số đo thời gian. Nhắc lại cho thầy phần 3. Xin mời bạn danh tài nào. Thầy 3 cộng số đo thời gian. Các khác biết được ạ? Mời bạn Phương Linh. Xin mời bạn Tuệ Minh. Con thưa thầy, cộng 3 cộng số đo thời gian ạ. Ok. Thì trong cộng số thời gian ấy, thì nó có hai cái dạng bài. Dạng bài thứ nhất là mình hiểu như là cộng giống như cộng không nhớ ấy. Dạng bài thứ hai là cộng có nhớ. Chúng ta sẽ làm theo phép tính này, cách bước như sau. Thứ nhất là ta đặt tính cho cột dọc và cộng các số đo theo từng đơn vị cùng loại nha. Đổi đơn vị ở kết quả nếu có. Nhắc lại cho thầy các bước làm. Xin mời bạn Hoàng Anh. Đọc lại các bước ạ. Đúng rồi. Muốn cộng số đo thời gian ta phải thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, đặt tính theo cột dọc. Bước 2, cộng các số đo của từng đơn vị cùng loại. Bước 3, đổi đơn vị ở kết quả nếu có. Xin mời bạn Cường nhắc lại cho thầy nào. Việt Cường nào. Dạ thưa thầy, 3 cộng số đo thời gian. Muốn cộng số đo thời gian ta phải thực hiện các bước như sau. Bước 1, đặt tính theo cột dọc. Bước 2, cộng các số đo của từng đơn vị cùng loại. Bước 3, đổi đơn vị đo ở kết quả nếu có. Ok, nào cách làm như sau. Ví dụ như thầy có 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút thì ta cùng phân tích này.
Ở đây là đơn vị này là đơn vị kép đúng không? 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút. Thì bước 1 chúng ta sẽ đặt tính cho cột dọc như sau. 1 giờ 25 phút thì viết đây. Cộng bao nhiêu ạ? Cộng 2 giờ 30 phút. Thì ta cộng như này này. Đây hướng dẫn các bạn này. Ta cộng lần lượt nha, từ phải qua trái này, ta lấy 25 cộng 30 thì bằng 55 phút, viết phút đây. 1 giờ cộng 2 giờ thì bằng 3 giờ. Với kết quả bao nhiêu ạ? 3 giờ 55 phút. Rõ chưa các con? Ok, đọc lại cho thầy nào. Xin mời bạn làm. Có các bạn viết vào đây. Mời bạn Quốc Bảo nhắc lại cho thầy. Em cho thầy ví dụ 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút bằng một chấm. Ta phải đặt tính như sau. 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút bằng 3 giờ 55 phút. Ok. Xin mời bạn Thu Hoài nào. Mời Thu Hoài. Thầy bảo gì ạ? Đọc lại cho thầy. Nơi thầy là muốn cộng số đo thời gian, ta phải thực hiện theo các bước như sau. Bước 1 là tính theo cột dọc. Bước 2 cộng các số đo của từng đơn vị cùng loại. Bước 3 đổi đơn vị ở kết quả nếu có. Ví dụ 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút bằng, ta phải đặt tính như sau. 1 giờ 25 phút cộng 2 giờ 30 phút bằng 3 giờ. Ok. Bạn viết cái này vào đi. Nào làm cho thầy phép tính sau nhé. Con viết xong chưa ạ? Chưa thầy ơi. Chưa ạ.
Được chưa con? Chưa. Chưa. Nào các bạn cùng tính như thầy nhé. Tính như thầy này. Hai giờ ba mươi lăm phút cộng bốn giờ. Thầy ơi, cái kia con chưa viết xong ạ. Ok. Đây, cho các bạn viết đi. Đây, con xong rồi. Ok. Nào, comment cho thầy phép tính nào. 2 giờ 35 phút cộng 4 giờ 12 phút. Rất nhiều bạn đã làm xong, đúng không nào? Ta đặt tính này, 2 giờ 35 phút cộng bao nhiêu ạ? Cộng 4 giờ 12 phút và kết quả là bằng. Thế thầy cho em hỏi hôm nay có game trí tuệ không thầy? Có con. Đây là 47 đúng không? 47 phút, ta cộng phút trước nha. 34 cộng 2 bằng 6, 6 giờ. Yes, bạn rõ phần này chưa? Tiếp tục. Thế có 7 phút. 12 giây cộng 8 phút 25 giây. Comment kết quả nào?
Rồi, 15 phút 37 giây. Tốt rồi. Thế rồi đúng không? Tiếp theo. Chúng ta sẽ đến ví dụ 2. Một người tham gia đua xe quãng đường đầu tiên thì hết 22 phút 58 giây. Quãng đường thứ 2 thì hết 23 phút 25 giây, hỏi người đó. Đấy. Đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian? Con thầy ơi, con thầy ơi. Mời con. Vậy là người đó đi cả hai quãng đường hết số thời gian là lấy 22 phút 58 giây cộng với 23 phút 25 giây ạ. Đúng rồi. Chưa biết. Ta sẽ cộng vào đúng không? Đặt tính nha. Ta thấy để ý này. 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây. Thế đây giây ta cùng cộng với giây. 58 cộng 25 thì bao nhiêu ạ? 83. 83. 22 cộng 23 phút thì 45 phút. Rõ chỗ này chưa các con? Thì đổi ra. Thì ở đây ta phải đổi này, nó lớn 1 giờ 1 phút thì lớn hơn 60 phút. À, lớn hơn 60 giây thì là lớn hơn 1 phút, ta chuyển sang bằng cách là chuyển 60 giây sang. Ta đổi 83 giây thì bằng 1 phút 23 giây. Các bạn còn nhớ cách đổi này không ạ? Có ạ. Ta có thể nhập hoặc là ta làm cách chia nhá. Vậy ta có 45 phút cộng thêm với 1 phút nữa bằng 46 phút 23 giây. Ủa, viết cái này vào không thầy? Có. Viết cả ví dụ vào đúng không ạ? Ừ. Cho thầy. Thôi các bạn không cần viết ví dụ đâu. Các bạn có cần viết không? Chỉ cần viết phần thầy này thôi. À, viết cho thầy phần này này. Cái chữ đó thầy. Thầy khoanh khoanh như này. Được chưa? Đọc lại cho thầy cách làm nào. Xin mời Minh Khôi. Con thưa thầy, ta một người tham gia đua xe đạp quãng đường hầu đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường mất bao nhiêu thời gian? Ta phải thực hiện phép cộng 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng, ta đã tính rồi, tính như sau. 83 giây bằng 1 phút 23 giây. Vậy 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng 46 phút 23 giây. Ok. Mời bạn Hoàng Anh nào. Ta phải thực hiện phép cộng 22 phút 58 giây cộng với 23 phút 25 giây bằng, ta đặt tính rồi tính như sau. 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng 45 phút 83 giây, mà 83 giây bằng 1 phút 23 giây. Vậy 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng 46 phút 23 giây. Ok. Cho thầy hỏi các bạn đã rõ phần này chưa? Rõ rồi đúng không? Vâng. Thu Hoài đọc lại nào. Con thưa thầy là ta phải thực hiện phép cộng 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng, ta tật tính rồi tính như sau. 22 phút cộng 22 phút 58 giây cộng với 23 phút 25 giây bằng 45 phút 83 giây. 83 giây bằng 1 phút 23 giây. Vậy 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây bằng 46 phút 23. Ok.
Con viết rồi chưa? Rồi ạ. Các viết xong comment chữ gì cho thầy nào. Ok. Nào tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phép tính như này nha. Nào hãy comment cho thầy phép tính nha. 2 giờ 45 phút cộng 3 giờ 30 phút. À, comment cho thầy kết quả. Thì ta phải đặt tính như nào đó. Ok. A cộng B bằng bao nhiêu đây? Đây bằng 5 giờ. 5 giờ 75 phút. 5 giờ 75 phút. Thì sẽ có 5 giờ 75 phút. Sẽ bằng gì ạ? Ừ. Thì ta đổi 75 phút thì 1 giờ 15 phút xong cộng với 5 giờ bằng 6 giờ 15 phút. Yes. Chúc mừng các bạn có kết quả 6 giờ 15 phút. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo. Bây giờ có 6 phút 28 giây cộng 8 phút 48 giây và comment về kết quả nào. Rất tốt, thầy scan bạn Kim Bảng, Thu Hoài, Gia Minh, Chí Khang. Minh Hiếu, Quốc Bảo, Ngọc Mai, Diệu Linh, Văn Lâm.
Dạ, cô Bảo. Các bạn hiểu điều này chứ? À, ta sẽ cộng này 28 cộng 48 thì bằng 78. 6 cộng 8 bằng 14, 14 phút 78 giây thì đổi ra bằng 15 phút. À, 14 phút 76 giây thì bằng 15 phút 16 giây. Tiếp theo. Cho giờ hỏi các bạn đã hiểu bài hôm nay chưa? Rồi ạ. Được rồi nha. Có bạn nào chưa rõ không? Không. Có bạn nào chưa rõ không ạ? Okay. Không ạ. À, chúng ta sẽ tham gia game trí tuệ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Thầy ơi, thầy gửi lại link được không ạ? Em còn chưa thấy link. Thầy gửi link này rồi. Thầy bật nhạc thứ hai đi thầy. Ok. Thôi thôi đây ăn tí cho em vào. Đây con. Rồi, sao bỏ lâu thế? À đây rồi. Đang có 17 bàn rồi, thật chưa nào? Tất nhạc đi, tất nhạc đi, tất nhạc đi. Tài quá. Ok, đã có 19 bạn rồi. Còn nào chưa vào không con? Nào, chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu. Cho này cho nó vui. Yeah.